Chúng thần tham kiến Huyết Hải chân quân. Nữ nhân vừa xuất hiện, đám ma tu lập tức quỳ xuống hành lễ. Không cần đa lễ, các ngươi đứng dậy đi. Nữ nhân này là Huyết Hải chân quân, là tông chủ Huyết Hải Tông, có thực lực đăng tiên cảnh tứ trọng. Nữ nhân đắc ý nói, ta đã bố trí trợ thủ ở Thanh Vân Kiếm Tông, đã bố trí xong trận pháp ra thiên tị hồn. Bây giờ chỉ đợi trận pháp đó khởi động, lúc đó chúng ta có thể sử dụng sức mạnh to lớn để hủy diệt Thanh Vân Kiếm Tông. Đám ma tu có chút lo lắng hỏi, chân quân, với thực lực của chúng ta hiện tại, có đủ để đánh bại Thanh Vân Kiếm Tông không? Ôn Kiếm hiện tại đã là đăng tiên cảnh lục trọng, còn có các vị trưởng lão và đường chủ của Vân Kiếm Tông ở đó, thực lực của đám người đó cũng không tệ. Nữ nhân nghe mấy lời này thì khuôn miệng lập tức nở nụ cười ma mị nói, các ngươi cứ yên tâm đi. Chính vì như thế vị đại nhân kia mới cố ý phái hai người bạn hữu của ta đến hỗ trợ. Nữ nhân nói xong thì ma khí bạo phát, từ trong hư ảo xuất hiện hai cao thủ. Một người là Vân Ma Tông tông chủ Hạng Bá có thực lực đăng tiên cảnh tứ trọng, cái tên mà bị Hoa Thanh Vân từ xa đánh một đoàn xém chết. Kẻ thứ hai có thực lực đăng tiên cảnh tam trọng, là tông chủ Huyền Âm Tông, Lệ Vô Nhai. Thấy hai người này xuất hiện, đám tu sĩ Ma Tông không khỏi vui mừng, không ngờ rằng hôm nay có diễm phúc được gặp Ma Tông tam đại tông chủ. Nữ nhân lại lên tiếng động viên đám thuộc hạ, chúng ta đều có sức mạnh do ma thần ban tặng, lại có thêm hạn chế của trận pháp giả thiên tị linh. Sau hôm nay, thế gian sẽ không còn có Thanh Vân Kiếm Tông nữa, còn ta chính là ma chủ đại nhất nhân, thông lĩnh tất cả, cũng sẽ tạo ra một thế giới mới. Trong thời gian này tại Thanh Vân Kiếm Tông, mọi người đã tổ chức xong một vòng tỷ thí, đã xác định được 6 người sẽ tiến vào vòng cuối. Triệu trưởng lão cũng lên tiếng mời bọn họ lên võ đài. 6 người lần lượt là Kính Ẩn đường thủ tịch Nhạc Kiếm Tâm, Lưu Vân đường chân truyền Triệu Duệ, Minh Tâm đường thủ tịch Triệu Thiên Lộ, Phong Linh đường Vương Lam, Lưu Vân đường Giang Đô và Lưu Vân đường Hoa Thanh Vân. Nhìn lên võ đài, các đệ tử phía dưới nói lời chào phúng, các người xem, người kia chính là Sáo Lộ Vương Hoa Thanh Vân, không cần vung kiếm cũng có thể tiến vào vòng cuối cùng, quá đơn giản rồi. Trong lúc chúng đệ tử xì xào thì Ôn Kiếm đã bay lên cao tuyên bố thể lệ vòng cuối cùng. Tỷ thí của tông môn lần này cuối cùng cũng khép lại, trong Càn Khôn Sơn Hà Đồ này sẽ quyết định ai là người chiến thắng. Vừa nói ông ta vừa thi triển thuật pháp, Sơn Hà Đồ biến lớn tạo thành một bí cảnh mà các tu sĩ có thể đi vào trong đó. Càn Khôn Sơn Hà Đồ chính là thời khắc Thanh Vân Kiếm Tông thành lập, sư tổ đã để lại vật bảo này. Trên Sơn Hà Đồ này có chứa vô số bảo vật vô giá và cũng chứa bí cảnh duy nhất của Thanh Vân Kiếm Tông ta. Khi này Ôn Kiếm nói rõ, cuộc tỷ thí này chính là một trận đấu sinh tồn kiểu BUBG. Trong Càn Khôn Sơn Hà Đồ này, ông ta sẽ giới hạn lãnh thổ chiến đấu trong khu vực Đào Hoa Nguyên. Cứ cách 1 giờ các lãnh thổ sẽ thu hẹp lại 10 dặm, nếu trước khi bị thu lại ai không thể tiếp tục sẽ coi như thất bại và bị đẩy ra ngoài. Lúc tham gia chiến đấu, ta sẽ sử dụng thuật pháp để đem tình hình chiến đấu của mọi người cho các vị đệ tử cùng theo dõi. Nghe đến đây trong đầu Thanh Vân cảm thấy có chút lo lắng, đây không phải chỉ là trò chơi thôi sao, còn phải phát trực tiếp nữa. Nếu như mình không đánh mà chạy, danh tiếng của mình chắc chắn tiêu tan, xem ra chỉ có thể tiếp tục diễn mà thôi. 6 người các ngươi đối với quy tắc này có ý kiến gì không? Trước câu hỏi của Ôn Kiếm mọi người đồng thanh nói, ta không có vấn đề, mọi chuyện tuân theo mệnh lệnh của tông chủ. Nói xong 6 người theo mệnh lệnh của Ôn Kiếm đi vào Sơn Hà Đồ. Ôn Kiếm cũng sử dụng thuật pháp, biến ra 6 cái màn hình lớn trên không trung, một màn hình tương ứng với một người trong bí cảnh. Thấy thuật pháp ảo diệu này, mọi người bên dưới không khỏi nể phục trầm trồ ngưỡng mộ. Từ xa nhìn đến Ôn Kiếm, Cổ Vũ cũng vô cùng khâm phục nói, không hổ là tông chủ, cũng chỉ có tông chủ mới có thể thi triển thuật pháp ảo diệu này. Càn Khôn Sơn Hà Đồ hôm nay đã cùng với tông chủ tâm huyết gắn liền, chỉ cần một suy nghĩ của tông chủ có thể khống chế tất cả vạn vật trong này. Thủ pháp như thế, tất cả những yêu ma cho dù có thần thông quảng đại đến thế nào cũng không thể bằng một nửa. Tiếp sau đây chúng ta chỉ cần chờ cho kẻ phản bội lộ danh tính thôi. Khi này ở một góc vắn, hai phản đồ của Thanh Vân Kiếm Tông đang bàn bạc với nhau, làm sao bây giờ, không có Triệu sư huynh, gia thiên tị linh này không thể nào khởi động, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không sao, Triệu sư huynh sớm đã dự tính đến tình hình này rồi, theo ta đến đây. Triệu sư huynh chắc chắn có bố trí trong Lưu Vân đường một hậu thủ. Bên trong Sơn Hà Đồ, một rừng hoa đào mênh mông, cảnh tượng như tiên cảnh, làm cho người nhìn cũng vô cùng say đắm. Đứng dưới tán cây hoa Thanh Vân cảm thán, không ngờ Đào Hoa Nguyên lại đẹp như thế. Nếu như đặt ở kiếp trước, nhất định sẽ trở thành địa điểm check-in nổi tiếng. Từ khi đi vào Sơn Hà Đồ, với thực lực của mình Hoa Thanh Vân đã đại khái xác định được vị trí của mình, hình như đang đứng ở phía tây bắc của Đào Hoa Nguyên. Hoa Thanh Vân suy tính, chỉ cần mình chạy bo về trung tâm của Đào Hoa Nguyên, chờ mọi người ở đó trước là được. Đến lúc đó tham chiến cô ý thua, thì Hoa Thanh Vân ta lại kết thúc một kỳ đại hội thành công tốt đẹp. Trong lúc suy tính, Hoa Thanh Vân chợt phát hiện mình bị đánh lén. Trong chớp mắt Hoa Thanh Vân né tránh, một đoàn linh lực khá mạnh đánh trúng vào nơi hắn vừa đứng. Khói mờ tan đi, Hoa Thanh Vân có chút vui vẻ nhìn về người đang đi đến nói, thì ra là ngươi sao? Người đến chính là Giang Đô top 3 bảng thiên kiêu. Khi này Giang Đô cũng cười mỉm nhìn về Hoa Thanh Vân. Ha ha, đã lâu không gặp, Thanh Vân sư đệ. Hoa Thanh Vân khi này cũng có chút phòng bị nhìn về Giang Đô. Giang Đô khi này đã hoàn toàn thay đổi trạng thái, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt không thể hiện một chút cảm xúc nào nói, từ nửa năm trước ra ngoài thi hành nhiệm vụ, ta đã tận mắt trông thấy đòn kiếm nó. Nghe lời này Hoa Thanh Vân có chút ngượng ngùng, sau đó là cười gượng gạo nói, Giang Đô sư huynh, huynh còn nhớ chuyện đó sao? Giang Đô vẫn lạnh lùng nói tiếp, nhờ phúc của sư đệ, sức mạnh của ta hôm nay đã tăng lên. Ta hiểu rõ, ta và yêu nghiệt kia khác biệt rất lớn, nhưng ta vẫn muốn cảm nhận một chút kiếm pháp của Thanh Vân sư đệ. Nghe mấy lời này Thanh Vân có chút câm nín, cơ bản khó có thể giả vờ trước mặt Giang Đô được nữa. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi, và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.